Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình hóa học lớp 9 qua bài 18 nhôm aluminium. Trước hết chúng ta cần xét các tính chất vật lý của nhôm. Nhôm được xếp vào nhóm kim loại nhẹ, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt rất là tốt. Nhưng độ dẫn điện của nhôm chỉ bằng 2/3 độ dẫn điện của đồng. Phần này các em học ghi nhớ 1 trang 57 trong sách giáo khoa. Xét về tính chất hóa học, aluminium là một kim loại. Vậy nó có tính chất hóa học của kim loại không? Chúng ta cùng xét các phản ứng nhé. Trước hết, các em cần nhớ lại kim loại có những tính chất hóa học gì? Kim loại có thể tác dụng với phi kim, với axit và với một số dung dịch muối. Đối với nhôm, khi chúng ta cho nhôm tác dụng với khí oxygen bằng cách rắc bột aluminium lên ngọn lửa đèn cồn. Đây là hình mô tả thí nghiệm của bột nhôm aluminium trên ngọn lửa đèn cồn. Các em sẽ thấy bột aluminium cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng. Đó là bởi vì aluminium cháy trong oxygen tạo thành aluminium oxide Al2O3. Phản ứng xảy ra như sau. Trong điều kiện thường, Al có thể phản ứng với oxygen trong không khí, tạo thành lớp Al2O3 mỏng, bền vững. Lớp oxide này bảo vệ các đồ vật bằng aluminium, khiến chúng không bị ăn mòn bởi nước hay không khí. Với các phi kim khác, aluminium tác dụng được với nhiều phi kim như chlorine, sulfur, tạo thành các muối tương ứng. Các em sẽ luyện các phản ứng này bằng cách đừng nhìn sản phẩm và hãy dùng bảng tính tan để viết lại công thức hóa học của các muối tương ứng. Với chlorine thì phản ứng không cần điều kiện, nhưng với sulfur thì phản ứng cần đốt nóng. Với các dung dịch axit, aluminium phản ứng được và giải phóng khí H2. Với H2S4 đặt nóng thì không giải phóng khí H2 mà có thể giải phóng SO2S hoặc H2S tùy điều kiện của phản ứng, tùy điều kiện của nồng độ axit và nhiệt độ. Đây là phản ứng mô phỏng Al tác dụng với H2S4 đặt nóng tạo Al2S4 3 lần SO2 và nước. Các em chú ý, aluminium không tác dụng với axit HNO3 đặt nguội và H2SO4 đặt nguội. Hình vẽ này mô phỏng lại thí nghiệm aluminium cho vào dung dịch H2SO4 đặt nguội. Các em thấy không có bọt khí xuất hiện. Nó chỉ làm tan cái lớp Al2O3 trên bề mặt của mảnh nhôm thôi. Nhắc lại một tí, trong điều kiện thường, aluminium tác dụng với oxygen tạo thành Al2O3 bền vững. Lớp Al2O3 này luôn luôn tồn tại trên các bề mặt nhôm. Vì vậy, khi các em thực hành thí nghiệm với nhôm aluminium, thì các em phải dùng giấy nhám để chà sạch trên bề mặt mảnh nhôm đó, để xuất hiện lớp nhôm bên dưới. Đó mới chính là lớp nhôm nguyên chất. Đối với các dung dịch muối, aluminium có thể tác dụng với dung dịch muối của các kim loại yếu hơn Al, tức là đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, để tạo thành muối aluminium và kim loại mới. Kim loại mới hình thành này sẽ bám trên bề mặt của mảnh aluminium. Từ đó chúng ta có thể rút ra kết luận Al có những tính chất hóa học của một kim loại, đó là tác dụng được với phi kim, với axit và với dung dịch muối. Thế thì aluminium còn có những tính chất hóa học nào khác? Khác với đa số kim loại, aluminium có thể phản ứng được với dung dịch kiềm, giải phóng khí hydrogen và tan dần. Các em nếu đi học trực tiếp sẽ được làm thí nghiệm này.
phản ứng xảy ra như sau. Phản ứng này các bạn không cần phải học. Thầy giới thiệu để bạn nào yêu thích hóa học hoặc muốn tìm hiểu phản ứng xảy ra tạo sản phẩm gì thì các bạn sẽ được biết. Hàng năm thế giới tiêu thụ rất nhiều nhôm. Vậy tại sao người ta lại tiêu thụ nhiều như vậy? Bởi vì nhôm có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Đặc biệt là các hợp kim của nhôm. Có thể dùng để làm đồ dùng gia đình, cửa nhôm, khung nhôm, làm dây dẫn điện và đặc biệt là trong vật liệu xây dựng. Áp dụng rất là nhiều. Đi ra là hợp kim của nhôm với đồng và một số nguyên tố khác như iron, silic, mangan. Hợp kim đi ra rất nhẹ và bền, được dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô, tàu vũ trụ, v.v. Thế thì người ta sản xuất nhôm bằng cách nào? Như lúc nãy mình biết, thì nhôm trong không khí nó sẽ bị chuyển hóa thành Al2O3. Vì vậy, hợp chất Al2O3 có nhiều trong tự nhiên dưới dạng quặng bauxit. Đó chính là nguyên liệu chính để sản xuất aluminium. Người ta sản xuất aluminium bằng cách điện phân nóng chảy hỗn hợp Al2O3 với cryolit. Cryolit có tác dụng làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 xuống và phản ứng sẽ tạo thành aluminium nóng chảy và khí oxygen. Người ta có thể đúc ra các khối nhôm khi sản xuất Al. Về nhà, các em nhớ viết bài vào tập và làm bài 234 trang 58. Thầy tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những bài sau nhé.